Các bạn đi tiếp bài thứ hai luôn nha. Đấy. Rồi, cái bài thứ hai của chúng ta thì lúc nãy cô đã giới thiệu rồi. Chúng ta nói về hệ thống cơ quan miễn dịch. Này, cơ quan miễn dịch hay còn gọi là cơ quan lympho. Cơ quan lympho nha. Đây, cái mục tiêu bài giảng thứ nhất, khi mà nói đến cơ quan thì chúng ta sẽ nói đến cấu trúc và chức năng cơ quan. Nha. Do đó các bạn thấy cô ghi là trình bày được cấu trúc và chức năng chủ yếu của các cơ quan lympho. Này, cơ quan lympho hay là cơ quan miễn dịch các bạn nhé. Đây, và mục tiêu thứ hai, trình bày được nguồn gốc sự tăng trưởng biệt hóa và chức năng của các tế bào tham gia đáp ứng dịch. Bởi vì trong cơ quan là có tế bào. À, do đó chúng ta nói cơ quan xong thì chúng ta nói đến tế bào ở trong cơ quan. Nha. Do đó có hai cái mục tiêu bài giảng như vậy. Bây giờ chúng ta vào bài. Cái đầu tiên thì cô muốn giới thiệu khái quát với các bạn về hệ thống cơ quan miễn dịch. Đấy. À, các bạn sẽ chú ý ba câu hỏi này. Đấy. Và các bạn đọc sách, các bạn tìm cái ý trả lời. Tại sao lại gọi như vậy? Gọi như vậy là gọi làm sao? Gọi như vậy là gọi hệ thống cơ quan miễn dịch. Tại sao gọi là hệ thống cơ quan miễn dịch? Đấy. Các bạn sẽ biết là gì, mỗi một hoạt động ở trong cơ thể chúng ta thì có một cái cơ quan chi phối. Đấy, có một cơ quan. Ví dụ như là hô hấp thì có phổi. Đấy, tiêu hóa thì có ruột. À, ruột thì có nhiều loại, dạ dày, ruột non, ruột già, phải không? Đây, thế nhưng mà đáp ứng miễn dịch thì lại rất nhiều cơ quan tham gia. Và bởi vì nhiều cơ quan tham gia, do đó nó phải sắp xếp một cách hệ thống. À, sắp xếp một cách hệ thống. Để làm gì? Để không có sự chồng chéo giữa các cơ quan với nhau. À, do đó người ta mới dùng cái từ là hệ thống tổ chức cơ quan miễn dịch để muốn ám chỉ cái điều này. Nha, để mà anh chị điều này. Các bạn đọc thêm trong sách để các bạn hiểu ý nghĩa này. Rồi bây giờ cơ quan nào? Kể tên nha, kể tên. Thì bây giờ các bạn nhìn vào đây là các bạn có thể kể tên được rồi. Đây, bây giờ cái group thứ nhất, primary lymphoid organ. Dịch là cơ quan lympho nguyên thủy. Cơ quan lympho nguyên thủy nha. Các bạn chiếu xuống đây thì các bạn sẽ thấy có hai cái cơ quan. Một là tuyến ức, hai là tủy xương. Đấy, và ở cái bài thứ nhất các bạn biết rồi, tuyến ức sinh ra lympho T, tủy xương sinh ra lympho B. À, như vậy các bạn biết rồi, đây là cái cơ quan sinh ra tế bào đáp ứng miễn dịch đặc hiệu. Đây, chúng ta ví cái group này như là bộ máy đầu não của hệ thống miễn dịch nha. Rồi thế bây giờ ở cái phần bên này, cái phần bên này thì cái tên của nó là secondary lymphoid organ and tissue. Này, thế từ cái câu giới thiệu này thì chúng ta sẽ biết đây, ở đây có hai group cơ quan. À, có hai group cơ quan. Một là nó có tên là cơ quan organ, nhưng mà hai thì nó không gọi là organ mà nó gọi là tissue, có nghĩa là mô lympho thôi. Mô là một group tế bào thôi, nó không phải là cơ quan cụ thể nha. Đây. Và ở đây thì là secondary, có nghĩa là cơ quan lympho thứ phát. Nha, thứ phát, hay người ta còn gọi cái tên thứ hai là cơ quan lympho ngoại vi. Ngoại vi. Bây giờ chúng ta nhìn dưới đây. Thế bây giờ trong cái group này nè, cái nào là organ? À, organ. Thế organ ở đây thì đứng đầu là hạt lympho, lymphonode, hạt lympho. Các bạn chiếu qua cái hình này thì các bạn sẽ thấy là đây là nhóm hạt vùng đầu mặt cổ. Là những cái chấm tròn tròn đó các bạn. Đây là nhóm hạt vùng đầu mặt cổ. Đây là nhóm hạch đường hô hấp, đây là nhóm hạch nách, đây là nhóm hạch đường tiêu hóa, đây dưới này nữa là nhóm hạch vùng niệu sinh dục. Nha. Như vậy có một loại cơ quan thôi là hạch lympho, nhưng mà cái cơ quan này nó rải đều từ đầu đến chân, từ đầu đến chân rất nhiều cơ quan. Và dĩ nhiên các hạch lympho này là nó liên kết với nhau bởi cái gì các bạn? Bởi hệ bạch huyệt nha, hệ bạch huyệt nha. Rồi bây giờ cái cơ quan thứ hai đó là lách. Lách là cái khối vàng nằm ở phía trái dưới sau gan này nha. Này thì lách cũng là một cái cơ quan lympho, nó cũng có chứa tế bào miễn dịch và nó cũng thực hiện chức năng của đáp ứng miễn dịch nha. Rồi bây giờ cái mô lympho tissue, tissue này thì đây là những ô màu xanh. Đây các bạn sẽ thấy những ô màu xanh. Thế những cái mô lympho này nó nằm ở đâu? Nó nằm ở dưới niêm mạc. Đây. Các bạn thấy chúng ta có những cái cửa ngõ đi vào cơ thể.
Bây giờ cái cửa ngõ đầu tiên lớn nhất đó là vùng họng miệng nha, vùng họng miệng. Đây thì cái niêm mạc bao phủ ở dưới niêm mạc là mô lympho, và người ta gọi cái tên cái mô lympho đó là gồm quanh đê dê. Đây, do ông quanh đê dê tìm ra nha. Rồi, đây là mô lympho vùng họng miệng. Bây giờ cái mô thứ hai đó là mô lympho dưới niêm mạc đường hô hấp, bắt đầu từ mũi. Từ mũi đi xuống thanh quản, phế quản, khí quản, vân vân. Đây. Rồi, đây là mô lympho đường hô hấp. Cái mô thứ ba là mô lympho đường tiêu hóa. À, đường tiêu hóa niêm mạc ruột nha. Và cái mô thứ tư là mô lympho dưới niêm mạc đường niệu sinh dục. Bàng quang, niệu quản, niệu đạo nha, dưới niêm mạc đường niệu sinh dục. Nè. Rồi, như vậy đây là bốn cái mô lympho chính nha, bốn cái mô lympho chính. Đây. Rồi, và nếu mà các bạn ví là tất cả các cơ quan lympho ngoại vi này nè, như là cái chạm gác. Đây, chạm gác cái gì? Gác vật lạ đi vào cơ thể. Đây, thì các bạn sẽ thấy là như vậy hệ thống miễn dịch ở trong cơ thể chúng ta rất là chặt chẽ và phong phú nha, và phong phú. Rồi, bây giờ chúng ta mới đi vào chi tiết từng cái cơ quan. Đầu tiên là cấu trúc và chức năng cơ quan lympho trung tâm. Này, chúng ta có hai cái cơ quan tuyến ức và tủy xương. Thế các bạn theo cái gợi ý của cô nha, các bạn đọc trong sách trình bày cấu trúc cơ quan đại thể. Đây, tuyến ức đại thể nhìn như thế nào, vị trí giải phẫu ở đâu như thế nào, rồi vi thể như thế nào, các loại tế bào trong tuyến ức là tế bào gì nha, vân vân. Thì các bạn dựa theo cái câu gợi ý này, các bạn đọc trong sách và các bạn gạch dưới những cái cụm từ mà các bạn thấy để trả lời đó quan trọng nha, và các bạn ghi nhớ cái đây. Bây giờ tủy xương cũng tương tự như vậy nha, các bạn đọc trình bày cấu trúc cơ quan rồi phân biệt giữa tủy xương và bợt xa pha phi suy nha. Rồi, thế cô hỗ trợ các bạn bởi một số hình. Đây, đầu tiên là tuyến ức nha, tuyến ức thymus gland nha. Thế bây giờ cái hình này là hình đại thể này các bạn. Đây, đầu tiên các bạn nhìn vào đây, các bạn có thể mô tả được vị trí giải phẫu của tuyến ức. À, tuyến ức nằm ở đâu? À, tuyến ức nằm trước ngực. Dĩ nhiên là sau sinh ức rồi. Thấy không? Và trước trung thất nha, trước ngực. Tuyến ức có hai thùy, một cái thùy to và một cái thùy bé nha, hai thùy. Cấu trúc, đơn vị cấu trúc tuyến ức chính là tiểu thùy tuyến ức. Cái hình ảnh vi thể này cho chúng ta thấy đây là cấu trúc của một cái tiểu thùy tuyến ức, gồm có hai vùng. Vùng bắc màu đậm, đây gọi là vùng vỏ tuyến ức nha, và vùng bắc màu nhạt gọi là vùng tủy tuyến ức. Thế một con tiền thân lympho nó đi vào tuyến ức thì nó sẽ đi như thế nào? Nó sẽ đi từ vùng vỏ vào đến vùng tủy, và sau đó nó theo cái hệ mạch nó đi ra ngoài. Đây, và khi nó ra ngoài thì nó trưởng thành nha các bạn. Đây, và trong quá trình nó đi từ vùng vỏ và đến vùng tủy này nè các bạn, thì tuyến ức sẽ nuôi nó lớn lên và dạy nó trưởng thành. À, và dạy nó trưởng thành nha. Giờ đó chúng ta gọi cái từ là tăng trưởng và biệt hóa nha. Nuôi là gì? Nuôi là tăng trưởng, còn dạy nó lớn lên thì cái đó là gọi là biệt hóa tế bào nha. Các bạn thấy cái từ chuyên môn người ta gọi như vậy và chúng ta hiểu là như nè. Thế bây giờ là cái đậm nhạt là do cái gì tạo nên? Đây nè, đậm nhạt là do cái gì tạo nên? Đậm nhạt là do mật độ tế bào tạo nên. Các bạn sẽ thấy vùng vỏ sở dĩ nó đậm vì mật độ tế bào dày đặc hết. Nhưng mà vùng tủy tại sao nó nhạt? Bởi vì mật độ tế bào thưa thớt. Tại sao lại có cái sự khác biệt này? Các bạn đọc trong sách rồi các bạn sẽ hiểu tại sao nó như vậy nha. Rồi, thế bây giờ cơ quan lympho thứ hai đó là tủy xương. Ê, bây giờ đây là bợt xa pha phi suy, cái hình bên này là bợt xa pha phi suy. Các bạn thấy đây là một cái tổ chức nằm ở vị trí cuối của ruột kết con gà nha. Đây là vị trí của túi bợt xa pha phi suy. Đây, và đây là cấu trúc của bợt xa pha phi suy. Đây, thế nhưng người không có bợt xa pha phi suy. À, do đó khi mà phiên cái kết quả từ gà này nó mới lên trên người thì chúng ta thấy là nó khác nhau. Đây, ở người thì cái cơ quan mà đầu não của B thì lại là tủy xương. Mà tủy xương thì lại không có cấu trúc đại thể. Đây, ví dụ như các bạn nói tủy xương, thật ra tủy xương là gì?
tủy xương là dịch tủy nằm ở mô xương sớt. Đây, khi các bạn chọc tủy xương thì các bạn đâm cái kim vào mô xương sớt và các bạn rút ra một ít dịch. Đây, cái dịch đó các bạn nhỏ lên lam và các bạn kéo ra, các bạn nhuộm màu thì các bạn sẽ có cái hình ảnh này. Như vậy tủy xương có hình ảnh vi thể. Dưới kính hiển vi các bạn có thể phân biệt được các loại tế bào trong tủy xương. Các bạn đếm số lượng của nó và các bạn sẽ biết nó bình thường hay bất thường. Nha. À, thì như vậy chúng ta nói là tủy xương hay là tủy đồ nha, tủy đồ. Rồi, đây là cái cấu trúc của tủy xương. Thế bây giờ chức năng cơ quan lympho phôi chúng ta làm gì? Ở đây cô gợi ý hai cái chức năng. Đây. Cái nội dung này thì các bạn sẽ đọc ở cái phần biệt khóa và tăng trưởng tế bào miễn dịch nha. Các bạn dở ra cái phần sau của cái bài này đó. À, cái chỗ phần tế bào đó thì các bạn sẽ thấy có cái mục là sự tăng trưởng và biệt hóa tế bào lympho. Thì như vậy cái phần đó thì các bạn sẽ đọc được những cái nội dung mà cô ghi ở đây nha. Thì ở đây thì hai cái chức năng thứ nhất là biệt hóa tế bào tiền thân lympho thành tế bào lympho trưởng thành. À, biệt hóa như thế nào? Đây, lúc nãy cô đã nói rồi, biệt hóa là gì? Biệt hóa là nuôi nó trưởng thành, nuôi và dạy nó trưởng thành nha. Thế thì bây giờ nuôi dạy như thế nào, các bạn đọc trở lại nha, đọc trở lại. Rồi bây giờ cái chức năng thứ hai là chọn lọc tế bào lympho, chọn như thế nào? Đây chọn như thế nào? Thế bây giờ biệt hóa và chọn lọc này nè, các bạn tưởng tượng giống như là bây giờ là cô dạy các bạn về miễn dịch học. Đây thì đấy là cô đang nuôi dạy. Đây, phải không? Đây, sau đó thì sao? Sau đó thì cô xem coi bạn nào học được, bạn nào học chưa được. Đây, thế thì cô cho thi. Và như vậy thi có nghĩa là chọn lọc tế bào. Chọn lọc tế bào. Và trong quá trình mà thi thì chúng ta sẽ chọn ra anh nào được và anh nào không được nha, anh nào không được. Thế ở tiếng ức cũng vậy. Tiếng ức sau khi nó nuôi dạy tế bào xong thì khi tế bào trưởng thành rồi đó thì nó sẽ chọn lọc tế bào. Và có mấy sự chọn lọc? Có hai sự chọn lọc. Chọn lọc dương tính. Các bạn đọc trong sách để các bạn xem chọn lọc dương tính là như thế nào. Và cái chọn lọc thứ hai là chọn lọc âm tính. Chọn lọc âm tính là như thế nào? Các bạn đọc sách các bạn hiểu cái này nha. Rồi, và như vậy thì các bạn tại sao lại có chọn lọc này? Đây nè, tại sao phải cần chọn lọc tế bào? Thế bây giờ cô sẽ giải thích cái chữ tại sao này. Cô sẽ giải thích cái chữ tại sao này bằng cái hình này. Đây. Cái còn mà cái nội dung này thì các bạn sẽ đọc sách nha và các bạn sẽ rút ra. Đây, bây giờ cô giải thích tại sao. Thế bây giờ các bạn nhìn vào cái hình này. Cái hình này thì các bạn sẽ thấy đầu tiên là cô muốn hỏi các bạn cái hình này là thể hiện cái gì? Này. Các bạn nhìn vô cái hình này các bạn thấy thể hiện cái gì? Đây, bây giờ muốn biết thể hiện cái gì thì chúng ta nhìn xem nó là tế bào nào. Nè, phải không? Thế bây giờ chúng ta nhìn ở đây, chúng ta thấy người ta ghi là T lymphocyte. Nè, phải không? Rồi chúng ta nhìn ở đây nữa, chúng ta thấy là anh CD4. Như vậy đây là anh TH. Phải không? TH. Rồi, bây giờ cái tế bào này có cái tên là gì? Là APC, tế bào trình diện kháng nguyên. Đây, và đây là kháng nguyên được trình diện trong một cái khuôn là MHC. Đây, như vậy có tế bào trình diện kháng nguyên, có anh TH. Như vậy đây là giai đoạn gì? Cái hình này thể hiện giai đoạn 1 của đáp ứng miễn dịch đặc hiệu. Đó là quá trình nhận biết kháng nguyên của tế bào T nha, của tế bào T. Đây, như vậy thì khi mà các bạn nhìn vào hình, các bạn phân tích thì các bạn sẽ biết cái hình này nó là cái hình gì nha. Rồi, thế bây giờ tại sao cô chọn cái hình này để minh họa? Đây, các bạn sẽ thấy bây giờ các bạn đi sâu vào cái giai đoạn nhận biết kháng nguyên thì các bạn sẽ thấy đầu tiên để nhận biết kháng nguyên thì cái thanh CD4 này nè các bạn, nó phải khớp được vào cái ngàm của MHC. Đây, các bạn thấy cái khuôn MHC nó có một cái ngàm, phải không? Và cái thanh CD4 này phải gắn vào. Đây, thế thì như vậy là trong quá trình tuyến ức mới hướng dẫn anh T này nè, thì tuyến ức sẽ hướng dẫn anh T cách khớp vào cái ngàm này. Đây. Và như vậy sau đó thì nó sẽ chọn những anh mà khớp được cái ngàm này.
Đây, và nó gọi là có khả năng nhận biết phân tử MHC nha. Do đó các bạn thấy ở đây cô Dung ghi chữ nhận biết phân tử MHC. Đây, nhận biết phân tử MHC có nghĩa là khớp được vào cái nhà này. Đây, và anh tế bào nào khớp được vào nhà này thì như vậy anh đó còn sống, anh đó được chọn. Còn anh nào không khớp được thì anh đó sẽ bị giết chết. Đây, và chính vì thế cái chọn lọc đầu tiên gọi là chọn lọc dương tính, chọn lọc những anh có khả năng nha, có khả năng. Rồi, thì bây giờ sau giai đoạn đó thì đến giai đoạn nhận biết cái anh kháng nguyên này, cái anh kháng nguyên màu đỏ này. Thế thì cái anh mà làm nhiệm vụ nhận biết đó là anh TCR, là thụ thể tế bào T. Thì khi anh tiếp cận cái kháng nguyên này thì có hai loại kháng nguyên: kháng nguyên lạ và kháng nguyên của cơ thể. Đây, do đó khi mà là kháng nguyên cơ thể thì sao? Thì anh TCE này ảnh phải không có khả năng nhận biết. Đây, tại vì sao? Tại vì nếu anh khả năng nhận biết thì sao? Thì ảnh sẽ sinh ra đối với miễn dịch, anh chống lại chính cơ thể mình. Đây, do đó tiên lực phải huấn luyện anh T này làm sao để anh không có khả năng nhận biết. Và anh tiên lực anh sẽ chọn những anh T mà không có khả năng nhận biết. Này, do đó các bạn thấy ở đây cô mới ghi này, không nhận biết kháng nguyên cơ thể, cần không nhận biết kháng nguyên cơ thể. Đây, và vì chọn những anh không nhận biết kháng nguyên cơ thể, do đó ở đây người ta mới dùng cái từ là âm tính nha, do đó cái mới từ là chọn lọc âm tính. Đây, thì như vậy là cái hình này, thông qua cái hình này thì các bạn sẽ hiểu tại sao mà tuyến ức phải có cái huấn luyện và có cái chọn lọc để bạn nha, đầu lọc tế bào. Rồi, thế bây giờ chúng ta mới qua cái nội dung kế tiếp là cấu trúc và chức năng cơ quan là phân ngoại vi nha, chức năng. Thế bây giờ đầu tiên cấu trúc cơ quan lympho ngoại vi thì nó có cái gì? Thứ nhất là cơ quan, phải không? Mô lympho có vỏ bọc nha, gồm có hạch, có lát. Và cái thứ hai là những mô lympho không có vỏ bọc hay là mô lympho tích xìu nha. Rồi, thế thì bây giờ mỗi một cơ quan thì cô Dung đã gợi ý rồi. Đối với hạch thì hạch có mấy vùng, chức năng của hạch, vị trí TB ở hạch. Đối với lách thì lách có mấy vùng, chức năng của lách, vị trí TB ở lách. Đây, rồi như vậy các bạn chỉ cần đọc trong sách này, các bạn trả lời được hết những cái câu này và các bạn ghi nhớ những câu trả lời này. Này, thế là các bạn đáp ứng yêu cầu nha, đáp ứng yêu cầu. Thế bây giờ về chức năng cơ quan lympho ngoại vi làm gì? Này, cô gợi ý ra hai cái chức năng. Chức năng thứ nhất nó là nơi ở của tế bào miễn dịch trưởng thành. Này, có nghĩa tất cả cơ quan lympho ngoại vi từ hạch, từ lách đến các mô lympho này. Đây, nó là nơi ở hay là nơi chứa tế bào miễn dịch trưởng thành. Rồi, cái chức năng thứ hai là nó giúp tế bào miễn dịch biệt hóa sau khi gặp kháng nguyên, giai đoạn cảm ứng tế bào nha, ở bài thứ nhất nha. Rồi, cô nói như vậy là các bạn sẽ hiểu liền. Các bạn link từ bài thứ nhất qua đây là các bạn sẽ biết cơ quan lympho ngoại vi nó có chức năng gì. Nè, rồi, đấy là cấu trúc và chức năng cơ quan lympho ngoại vi. Thế bây giờ để làm rõ hơn cái này thì chúng ta có mấy cái hình nha. Cô khuyên các bạn là nên học bằng hình. Nè, bởi vì hình nó làm chúng ta đơn giản hơn, đơn giản cái nội dung học nha. Ví dụ như giờ các bạn nhìn vào cái thiết đồ các ngang hạch này. Đây, thì các bạn sẽ thấy là người ta cho màu nè, ví dụ như vùng màu vàng này, rồi vùng màu nâu này, rồi vùng màu xám này, rồi vùng màu trắng. Như vậy hạch có mấy vùng? Hạch có ba vùng nha. Vùng màu vàng là vùng gì? Đây, màu vàng cọp tết nha, vùng vỏ. Vùng màu nâu, đây vùng màu nâu chiếu ra ba ra cọp tết. Vùng màu xám, đây chiếu ra medulla. Như vậy hạch có ba vùng. Đây. Còn cái vùng màu trắng này tại sao gọi không gọi là vùng? Đây, bởi vì vùng màu trắng này là hệ thống mạch, cái màu trắng này là mạch bạch huyết, cái màu xanh này là tĩnh mạch và cái màu đỏ là động mạch. Như vậy nó là hệ mạch này, vì thế không gọi nó là vùng được nha. Rồi, như vậy các bạn nhìn vô cái hình là các bạn sẽ thấy được hết nha, và các bạn nhớ luôn nha, nhớ luôn. Tương tự như vậy ở bên lách. Thế bây giờ lách có mấy vùng? Đây, các bạn sẽ thấy là người ta cắt một cái mảnh nhu mô lách này. Đây, người ta phóng đại lên kính hiển vi điện tử thì các bạn thấy rõ hai vùng nha, thấy rõ hai vùng. Đây, cái vùng thứ nhất
là có một cái mạch máu gọi là vùng tỷ đỏ hay là xoang mạch máu nha. Rồi một cái vùng, cái vùng này nó chỉ chứa những cái nang lympho thôi, gọi là vùng tủy trắng hay là nhu mô lách nha, hay là nhu mô lách. Và như vậy các bạn thấy rõ ràng này, khi người ta phóng đại lên cái niên vi điện tử thì các bạn sẽ thấy là tế bào miễn dịch nó cũng đi theo vùng luôn này. Có những tế bào miễn dịch nó nằm dọc quanh cái mạch máu, đó là tế bào lympho T đây. Còn có những cái tế bào miễn dịch nó sẽ nằm quay quần lại thành một cái quần thể nang đây, thì đây là lympho B đây. Như vậy vị trí TB, tế bào TB ở lách này, thì các bạn nhìn vào cái hình này là các bạn nói được T nó nằm ở chỗ nào, B nằm ở chỗ nào nè. Đó là lý do vì sao các bạn nhìn hình, các bạn học bài nè. Rồi đấy là cấu trúc cơ quan lympho ngoại vi. Bây giờ chúng ta đến cái thứ năm. À, thứ năm là cái nội dung cuối cùng, nguồn gốc sự tăng trưởng và biệt hóa của tế bào miễn dịch. À, thế bây giờ cô gợi ý các bạn học là có ba cái nội dung chính. Cái nội dung thứ nhất là các bạn phải nắm được các loại tế bào miễn dịch và nguồn gốc của nó, nguồn gốc của nó. Thế để nắm cái nội dung đó này thì như vậy các bạn nhìn vào hình. Đây, rồi các bạn sẽ thấy là tên của tế bào miễn dịch. Đây, có hết nha. Và các bạn sẽ nhớ, các bạn nhớ tên. Tại sao mà cô không dịch ra tên tiếng Việt? Tại vì cô muốn các bạn làm quen với từ tiếng Anh. Khi các bạn học miễn dịch học thì các bạn phải lấy tiếng Anh làm chuẩn nha. Bởi vì tiếng Việt của mình mỗi người dịch một kiểu. Ví dụ như cô Dung dạy miễn dịch, cô Dung sẽ dịch theo cái của cô Dung. Thầy Long dạy miễn dịch, thầy Long sẽ dịch theo thầy Long. Cô Của dạy miễn dịch, cô Của sẽ dịch theo cô Của. Cô Trúc dạy miễn dịch, cô Trúc sẽ dịch theo cô Trúc. Nếu các bạn không có tiếng Anh làm chuẩn thì các bạn sẽ rất là lúng túng. À, các bạn sẽ rối. Vì sao? Vì thầy cô này dùng một cái tên, thầy cô kia dùng một cái tên. Yeah, như vậy thầy không, các bạn sẽ không biết cái tên nào là cái tên nào. Nhưng tiếng, từ tiếng Anh thì nó chỉ có một tên duy nhất. À, nó có một tên duy nhất thôi. Đây, ví dụ như monocyte là monocyte. Macrophage là macrophage. Neutrophil là neutrophil, không có cái từ thứ hai nha, không có cái từ thứ hai. Do đó các bạn lấy tiếng Anh làm chuẩn để các bạn hiểu nó là cái gì nha, nó là cái gì. Và đó là lý do vì sao cô Dung là không có dịch ra cho các bạn. Đây, không có dịch ra các bạn nha. Rồi như vậy là các bạn sẽ xem các loại tế bào miễn dịch có những loại nào. Đó. Bây giờ cái thứ hai, nguồn gốc tế bào. Thế nguồn gốc tế bào thì đầu tiên tế bào miễn dịch chính là tế bào máu. Đó các bạn, tế bào máu nè, hồng cầu, tiểu cầu, ái kiềm, ái toan, đa nhân trung tính, mono nè, rồi lên đây là tế bào lympho T nè, tế bào lympho B nha. Rồi. Thế thì như vậy là thật ra bản chất của nó là các tế bào máu nha, các tế bào máu. Thế bây giờ nguồn gốc nó từ đâu? Các bạn thấy bắt đầu là đầu tiên là nó xuất phát từ cái tế bào gốc stem cell nha. Tế bào gốc stem cell. Sau đó nó biệt hóa thành một cái tế bào gọi là tế bào mầm đa năng. Nha, tế bào mầm đa năng. Đây là gốc bậc 1. Sau đó tế bào gốc này mới biệt hóa thành cái tiền thân dòng thủy và tiền thân dòng lympho. Đây là gốc bậc 2. Nha, đây là gốc bậc 2. Rồi, và từ tiền thân dòng thủy nó mới biệt hóa ra thành tất cả tế bào máu. Đấy. Và trước khi mà biệt hóa thành tế bào trưởng thành thì nó có tế bào gốc đầu dòng nha, tế bào đầu dòng. À, tế bào đầu dòng. Ví dụ như hồng cầu là đầu dòng hồng cầu nha, tiểu cầu là đầu dòng tiểu cầu, vân vân nha, tế bào đầu dòng. Đây. Đây rồi. Và như vậy là gì? Như vậy khi chúng ta nói gốc thì các bạn sẽ thấy đây là gốc bậc 1. Đây là gốc bậc 2 và đây là gốc bậc 3. À, đây là gốc bậc 3 nha. Rồi. Và khi mà người ta hỏi các bạn về nguồn gốc tế bào này thì người ta có thể hỏi các bạn cái gốc bậc 1 này, hoặc là người ta hỏi các bạn cái gốc bậc 2 này, hoặc người ta gọi các bạn cái gốc bậc 3 này. Đây. Và muốn hỏi gốc bậc nào thì người ta sẽ có cái tiêu đề câu hỏi. Đây, cái tiêu đề câu hỏi rõ để cho các bạn nhìn vô là các bạn muốn là hiểu người ta hỏi cái gốc bậc nào nha. Và các bạn sẽ tìm cái đáp án trả lời cho nó chính xác nha, trả lời cho nó chính xác. Đây là cái cách người ta ra cái câu hỏi như vậy nha. Rồi, đây là chúng ta trở lại nha, nội dung thứ nhất, kể tên tế bào miễn dịch và nêu nguồn gốc tế bào.
Bây giờ cái thứ hai, nội dung thứ hai là phân biệt tế bào miễn dịch chủ yếu và thứ yếu. Này, chủ yếu là gì? Chủ yếu là tham gia chính, thứ yếu là tham gia phụ. Này, tham gia chính là sao? Tham gia chính là nó chịu trách nhiệm chính cho cái loại đáp ứng dịch đó. Ví dụ như đáp ứng miễn dịch dịch thể thì anh nào là chính? Anh tế bào lympho B. Đây, nhưng một mình anh tế bào lympho B thì anh cũng không thể ra được cái đáp ứng dịch dịch thể, mà anh phải cần cái gì nữa? Anh cần một cái đại thực bào trình diện kháng nguyên. Đúng các bạn? Đây, như vậy tế bào miễn dịch mà chủ yếu tham gia trong đáp ứng dịch dịch thể thì là tế bào lympho B và đại thực bào nha, và đại thực bào. Đây, rồi, đây là tham gia chính. Còn tham gia phụ là sao? Tham gia phụ thì không có ảnh, đáp ứng miễn dịch vẫn xảy ra. Có ảnh thì đáp ứng miễn dịch phong phú hơn nha, không phù hợp. Nhưng ảnh không có vai trò chủ yếu nha, ảnh không có vai trò chủ yếu. Rồi, như vậy thì các bạn khi mà các bạn gặp những cái câu hỏi này thì tự các bạn suy luận ra nha, đâu là chính, đâu là phụ nha, và các bạn sẽ chọn vào cái đáp án nha. Rồi, bây giờ cái nội dung thứ ba là trình bày quá trình tăng trưởng biệt hóa của hai loại tế bào miễn dịch chủ yếu, đó là T và B nha, đó là B. Như vậy các bạn đọc cái câu này các bạn đã thấy là cô Dung giới hạn cho các bạn còn có hai loại tế bào. Trong sách thì nó sẽ nói nhiều lắm, nó sẽ nói về biệt hóa tăng trưởng của T, của B, của đại thực bào, của các bạch cầu khác nữa nha, của các bạch cầu khác nữa. Thế nhưng mà các bạn đi thi thì các bạn nhắm vào anh T và anh B nha. Đây. Rồi, thế bây giờ khi mà học cái quá trình tăng trưởng biệt hóa này thì các bạn chú ý cái gì? Thứ nhất, quá trình có mấy giai đoạn biệt hóa. Này, có nghĩa là một anh tế bào mà sinh ra và lớn lên thì anh trải qua mấy giai đoạn nha, mấy giai đoạn biệt hóa. Rồi các giai đoạn đó như thế nào? Như thế nào, cái từ như thế nào ở đây người ta muốn hỏi các bạn về đặc điểm của giai đoạn nha. Giai đoạn 1 thì như thế nào, giai đoạn 2 như thế nào nha, đặc điểm của giai đoạn. Và cái nội dung thứ ba là gì? Là phân biệt sự biệt hóa tế bào ở các giai đoạn. Nêu chi tiết. Nêu chi tiết. Có nghĩa là trong từng giai đoạn biệt hóa thì các tế bào nó lớn lên từng bước như thế nào? Từng bước như thế nào? Nha, làm sao phân biệt nó? Làm sao phân biệt nó? Thì đây là ba cái nội dung. Đây, và ba nội dung này thì nó thể hiện trong cái gì các bạn? Trong hai cái hình mà cô cung cấp cho các bạn. Đây, cái hình thứ nhất là biệt hóa tế bào B và cái hình thứ hai là biệt hóa tế bào T. Đây. Rồi, bây giờ cô giải thích thì các bạn sẽ thấy nha, các bạn sẽ thấy là nó thể hiện hết ba cái nội dung đó. Bây giờ cái nội dung thứ nhất, quá trình có mấy giai đoạn biệt hóa. Các bạn nhìn cái hàng dưới cùng này. Đây, thì các bạn thấy rõ ràng là nó có hai giai đoạn biệt hóa. Một cái giai đoạn là không cần kháng nguyên. Này, và một cái giai đoạn là cần kháng nguyên kích thích thì nó mới biệt hóa nha. Rồi. Thế thì cái giai đoạn 1 này xảy ra ở đâu? Này, đối với B. Thì giai đoạn 1 này xảy ra ở tủy xương nha. Rồi, giai đoạn 2 xảy ra ở đâu? Này, giai đoạn 2 thì có mặt kháng nguyên mà. Do đó là xảy ra ở cơ quan lympho ngoại vi nha, cơ quan lympho ngoại vi. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào từng giai đoạn 1 nha. Giai đoạn 1 thì các bạn sẽ thấy là gì? Là nó biệt hóa thành 3 bước nha, 3 bước. Bước đầu tiên từ một cái tế bào còn rất non, thấy không? Đây, còn rất non, chưa có gì hết thì nó biệt hóa thành RiB. RiB là tiền lympho B nha, tiền lympho B. Nè, chúng ta phân biệt RiB dựa vào cái marker trên màn tế bào. Đây, nó xuất hiện marker đầu tiên HLA2 là RiB. Thế bây giờ B chưa chinh, giai đoạn kế tiếp là nó xuất hiện thêm cái dấu ấn thứ hai SIGM. Rồi nó thành B chưa chinh hay là B trung gian. Trung gian. Rồi nó biệt hóa thêm lần nữa, nó xuất hiện thêm dấu ấn SIGD. Rồi như vậy lúc này trên màn tế bào có 3 dấu ấn: 1 HLA2, SIGM, SIGD. Và như vậy ba dấu ấn này thì nó là B chính hay là B trưởng thành. Và khi B trưởng thành rồi thì nó được đưa ra ngoài máng ngoại vi. Đây, và nó ở cơ quan lympho ngoại vi.
và sau đó nó gặp Kháng Nguyên để được trình diện trong Đại Thực Bào Kích Thích. Và khi nó gặp Kháng Nguyên Kích Thích thì con B nó chuyển thành tương bào để sản xuất kháng thể dịch thể, và một phần nó thành tế bào B trí nhớ BM nha. Rồi như vậy các bạn sẽ thấy là đây, các bạn nhìn vào cái hình là các bạn có thể mô tả được hết ba cái nội dung mà cô gợi ý lúc này. Đây, đối với con B tương tự như vậy, đối với con T. Đây, đối với con T thì ở dưới đây các bạn cũng thấy là hai giai đoạn biệt hóa nha. Nhưng đối với con T thì giai đoạn 1 là xảy ra ở tuyến ức. À, còn giai đoạn 2 thì cũng giống như con B, xảy ra ở cơ quan lam phô ngoại vi nha. Rồi, bây giờ đối với giai đoạn 1 ở con T nha, con T thì như vậy các bạn sẽ thấy cái marker bây giờ là CD nha, chứ còn không còn là cái tên trên màng tế bào nữa nha. Rồi, các bạn chú ý. Đầu tiên thì như vậy là đối với con T thì nó có cái dấu ấn đầu tiên, đó là CD2. Dấu ấn này để chứng tỏ nó là T, cái này nó là T nha. Rồi sau đó nó xuất hiện thêm hai cái dấu ấn này, à, hai dấu ấn này CD4 và CD8, thì nó thành trì T, tiền lem phô T, tiền lem phô T nha. Sau đó nó xuất hiện thêm dấu ấn ở giữa này TCR, à, dấu ấn TCR nha. Chúng ta có bốn dấu ấn, nó là T trung gian, tế bào lem phô T trung gian hay là chưa chín nha, chưa chín. Sau đó nó biệt hóa thêm một lần nữa, nó thành T trưởng thành. Và khi T trưởng thành thì sao? Thì nó tách thành hai dòng T, đây, khác nhau ở cái dấu ấn giữa này. Đây, các bạn sẽ thấy là một cái dấu ấn giữa này là CD4, và cái dấu ấn giữa ở cái dòng dưới này là CD8. À, như vậy CD4 hay còn gọi là T4 hay còn gọi là TH, và CD8 hay còn gọi là T8 hay là gọi là TC nha. Như vậy T trưởng thành có hai dòng TH và TC nha, và TC. Rồi, như vậy các bạn nắm rồi ha. Và sau khi nó trưởng thành xong rồi thì nó sẽ được đưa ra ngoài màng ngoại vi giống như con B, và ở màng ngoại vi thì nó có thể gặp ATC trình diện kháng nguyên. Và khi có kháng nguyên kích thích thì mỗi một dòng T nó sẽ biệt hóa thành hai dòng tế bào nha. Bây giờ đối với TH, TCD4 này, đối với TH thì cái tế bào nó biệt hóa sẽ là TH thực hiện chức năng nha, TH thực hiện chức năng và TH trí nhớ, và TH trí nhớ. Còn đối với TC, đối với TC thì khi mà nó kích thích kháng nguyên này thì nó sẽ biệt hóa thành TC thực hiện chức năng và TC trí nhớ nha, và TC trí nhớ. Thì chức năng của TH làm gì? Chức năng của TH là giúp đỡ. Giúp đỡ cái gì? Giúp đỡ nhận biết kháng nguyên. Này, giúp đỡ anh T và anh B nhận biết kháng nguyên. Này, còn chức năng TC làm gì? Thực hiện đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào. Được chưa? Nha. Thì các bạn sẽ thấy là như vậy. Các bạn đọc thêm sách nha, đối chiếu lại. Rồi sau đó là các bạn sẽ hiểu hết và theo cái gợi ý nha, gợi ý của cô Dung. Thì các bạn sẽ đối thì chiếu sách. Khi các bạn đọc sách xong, nếu có vấn đề gì thắc mắc, các bạn không hiểu, các bạn gửi mail cô Dung nha. Các bạn gửi mail cô Dung rồi xong sau đó là cô sẽ trả lời mail cụ thể từng bạn nha. Hoặc là các bạn không gửi mail thì các bạn gửi tin nhắn. Cô Dung cũng có thể trả lời tin nhắn các bạn. À, nhưng mà tin nhắn thì không nhắn dài được. Do đó cái gì mà hỏi dài dòng văn tự thì phải gửi mail. Còn cái gì mà hỏi ngắn gọn thì là gửi tin nhắn nha. Rồi thông qua cái đó thì cô Dung sẽ đáp ứng yêu cầu của các bạn. Tại vì bây giờ là chúng ta không có cái gặp nhau nữa nha. Gặp nhau nữa thì chúng ta không hỏi trực tiếp được. À, và do đó là chúng ta phải bằng cách này thôi nha. Rồi thế thì bài trình bày của cô Dung là đến đây đã chấm hết rồi. Bây giờ là các bạn có cái ý kiến gì